vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Giới tử vi cho biết, cuộc đời Ất Tỵ, sinh năm 1965, từ năm 60 tới 70 tuổi, hưởng lộc tổ tiên, tiền bạc tăng tiến ầm ầm, đổi đời giàu sang viên mãn đến già. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, người xưa có quan niệm rằng trời sinh mỗi người mỗi số phận và hành xử tại nhân, vạn sự tại thiên, mọi may mắn đều do số phận, ông trời an bài, phú quý sang hèn của mỗi người đều do số phận quyết định, và cũng không có số phận nào là thập toàn thẩm mỹ. Nhưng chỉ cần bản mệnh nắm bắt được tử vi cuộc đời mình thì sẽ xoay chuyển được càn khôn, đạt được vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, muốn gì được nấy, cầu tài cầu lộc đều vẹn toàn, xui xẻo đen đủi đều khiếp sợ, chạy xa không dám tới gần. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Tử Vi rất hoan hỉ việc chia sẻ đến quý vị và các bạn vận trình tử vi cuộc đời của người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, khổ trước sướng sau, về hậu vận an nhàn giàu có, đặc biệt là diễn biến qua từng năm tuổi từ 60 đến 70 tuổi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi qua lá số tử vi dưới đây nhé. Trước tiên, tử vi xin được gửi đến quý vị và các bạn bố cục quẻ luận ngày hôm nay. 1. Đặc trưng tính cách vận mệnh của tuổi Ất Tỵ 1965. 2. Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 60 tuổi đến năm 70 tuổi, trên từng phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe. 3. Tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 và bây giờ. Xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu chi tiết nội dung dưới đây. 1. Đặc trưng tính cách vận mệnh của tuổi Ất Tỵ 1965. Tuổi Tỵ là tuổi con rắn và xếp ở vị trí thứ 6 trong bảng 12 con giáp. Người tuổi Tỵ sở hữu tinh thần ham học hỏi, khá khôn khéo và có phần ưa thích mạo hiểm. Họ sống khá khép kín và có tính bảo thủ. Tuổi Tỵ sống khá thẳng thắn, thật thà, tinh thần làm việc rất chăm chỉ, cần cù. Những người tuổi Tỵ có đầu óc khá nhạy bén, tư duy nhanh nhạy, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh với tầm nhìn xa trông rộng. Tuổi Tỵ dễ dàng đưa ra những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường để có thể xác định được phương hướng phát triển phù hợp. Người sinh năm 1965 thuộc mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, tức ngọn lửa tỏa ra từ đèn, ngọn đèn chiếu sáng bóng tối, giúp cho cuộc sống con người không còn tăm tối. Trẻ con được học hành mỗi tối để mở mang tri thức, cho nên bản chất của người mệnh này rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ và quan tâm tới người khác. Cách suy nghĩ của họ tích cực tiến bộ, thường đi trước một bậc. Khi trao đổi tiếp cận với họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công, nên bạn hãy trân trọng những người bạn như vậy. Sức mạnh của mệnh hỏa và năng lượng ấm áp, nên trong chuyện tình cảm, họ nhiệt tình và dường như quên hết mọi việc còn dở. Họ quan tâm chăm sóc nửa kia rất chu đáo. Không những thế, phúc đăng hỏa còn truyền năng lượng, cảm hứng cho đối tác trong công việc và cuộc sống. Nam mạng tuổi Ất Tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn, tuy được sống đầy đủ nhưng hay gặp nhiều lo lắng. Tuy nhiên, cuộc sống tuổi nhỏ cũng có ít nhiều sóng gió, về thời hậu vận mới được hưởng an nhàn. Nữ mạng tuổi Ất Tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, bạn ít gặp sự xui xẻo trong suốt cuộc đời. Nếu làm ác sẽ bị giảm tuổi thọ, còn làm được nhiều việc phúc đức thì sẽ gia tăng tuổi thọ. Nếu Ất Tỵ kết hợp với Thân sẽ tạo ra nhị hợp,
với tác dụng là bù trừ những khuyết điểm và cùng nhau thăng tiến không ngừng. Hoặc tuổi Ất Tỵ có thể lựa chọn tam hợp của mình là Tỵ, Dậu, Sửu để có được sự thuận lợi trong tất cả mọi việc. Vấn đề tình duyên cũng có nhiều may mắn, có thành công nhiều hơn là thất bại. Không có vấn đề lo nghĩ hay thay đổi về tình duyên, về mặt sức khỏe. Tử vi tuổi Ất Tỵ, mặt sức khỏe ngũ hành thuộc hỏa, đại diện cho tâm can. Vì thế, người tuổi Ất Tỵ nên đặc biệt chú ý các vấn đề về tim, nên tránh làm việc lao lực, kích động quá mức, hay suy nghĩ dẫn đến mất ngủ triền miên, khiến cho nhịp tim không điều hòa, nên hạn chế thức đêm, bởi việc đó sẽ gây hại cho tim. Người tuổi Tỵ nói chung và tuổi Ất Tỵ nói riêng, trời sinh có quý khí, sức phán đoán mạnh mẽ, thích hợp với buôn bán, đàm phán, tính cách cẩn thận, không dễ dàng tin tưởng người khác, mọi việc đều phải tự mình làm mới yên tâm, như vậy nhiều khi dẫn tới mệt mỏi. Phổ Hiền là vị Bồ Tát có ý nghĩa lễ đức và cầu xin đại nguyện, sẽ mang tới nhiều may mắn, cát lợi cho tuổi Tỵ. Muốn thành công trong sự nghiệp thì ngoài trí tuệ, còn cần tới thời cơ và vận may, nên tuổi Ất Tỵ đeo bản mệnh Phật Phổ Hiền Bồ Tát, có thể cải thiện quan hệ xã giao, thúc đẩy tín nhiệm, chia sẻ bớt gánh nặng cho người khác và gặp được cơ may hiếm có. Vận trình vận mệnh của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, được dự báo qua 12 tháng sinh âm lịch tháng 1 âm lịch. Họ là những người có nhiều tham vọng, mơ ước cao xa, nếu cố gắng thì cũng có chút thành tựu. Có thể nói, người tuổi Dần sinh tháng riêng không phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng cũng chẳng được may mắn quá nhiều, tính cách vui vẻ, hoạt bát, mệnh chủ được nhiều người yêu mến, dương khí vượng, ý chí ngất trời, có điều tiền đồ không được thoáng đãng. Chính vì thế mà muốn làm nên đại nghiệp vô cùng khó. Tuy có nhiều lý tưởng và tham vọng muốn thực hiện, những người có tài mà không có cơ hội thì cũng khó bề thi chuyển sức mình. Muốn giành được thành công chẳng mấy dễ dàng. Nếu có thể cắn răng nhẫn nhịn, nhìn vào thực tế mà đi từng bước nhỏ vững chắc, không mơ ước quá xa vời thì có thể thay đổi vận mệnh, có được những gì mình muốn. Tháng 2 âm lịch, người tuổi Tỵ sinh tháng này mang chút mơ hồ như vậy. Tinh thần không được tốt cho lắm, khó có thể tự lập, càng không nói đến chuyện một tay làm nên cơ nghiệp. Người phúc mỏng lộc chẳng nhiều, trong đời gặp phải khá nhiều hoạn nạn, lúc nào cũng có chuyện phiền phức, khổ tâm gây phiền não. Tính cách người này khá trầm lắng, thích yên tĩnh, ham học hỏi, có tài năng về thơ ca nghệ thuật, nhưng không may chẳng tìm được nơi dụng võ, bất mãn với thời cuộc. Ý chí phấn đấu ngày càng sa sút, lý tưởng cũng héo mòn, chỉ biết ngày ngày làm những chuyện nhàm chán, chẳng còn tham vọng sự nghiệp, cũng khó giành được thành công trong cuộc sống. Tháng 3 âm lịch, người tuổi Tỵ sinh tháng này thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương, tuy một đời không phải đại phú, đại quý, nhưng vẫn được xem là người có phúc, tài đức song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng. Họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt ứng biến tùy theo từng tình huống, tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình. Dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp thành công, không quá khó khăn. Tháng 4 âm lịch, bạn là người trung hậu, tính tình ôn hòa nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, tư chất thông minh. Dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp của người này cũng khiến cho bao người thầm mong ước. Họ có tài năng xuất chúng, đa tài đa nghệ, trí dũng song toàn, dường như có thể làm được tất cả mọi điều, chỉ cần họ muốn mà thôi. Khả năng lĩnh ngộ cao, cái nhìn sắc bén, nhanh nhạy nắm bắt vấn đề, lại có quý nhân chỉ lối dẫn đường, nên bản mệnh có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hái được nhiều thành công vang dội. Tháng 5 âm lịch, có ý chí hơn người, có dũng, có mưu, có tài thao lược, đầu óc lanh lợi, thông minh. Họ còn giỏi quan sát thời thế nhân tâm, nên mưu sự tất thành. Người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan, trở ngại, để giành lấy những gì mình muốn. Gia vận hưng vượng, chuyện cát khánh cực nhiều, cuộc đời bình an, phúc lộc lâu dài. Bên cạnh đó còn có quý nhân ở bên giúp đỡ cho khá nhiều. Là người nhanh nhạy và tinh tế, họ biết nắm bắt thời cơ, làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp.
tài vận hanh thông, rộng mở tháng 6 âm lịch, là người có lòng từ tâm, chân thành đối đãi với mọi người, có tài mà có đức, họ được trời ban cho phúc lộc, cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp, vợ chồng ân ái, hạnh phúc bền lâu, có ý chí, có tham vọng, họ là người kiên cường, dám nghĩ, dám làm, có tố chất lãnh đạo, dù là theo đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh, thì cũng giành được những thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ, có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội khá cao, tháng 7 âm lịch, với tính tình ôn hòa, nhã nhặn, họ nổi tiếng là những người sống thanh cao, trọng đạo đức, trí dũng hơn người, có số mệnh tốt đẹp, có thể tay trắng làm nên cơ nghiệp, họ là những người thân thiện, cởi mở, rất chân thành đối đãi với mọi người, nên có mối quan hệ xã giao rộng khắp, tài năng xuất chúng, tiền bạc dư dôi, dù làm chuyện gì họ cũng dễ dàng đạt được thành công, rất giỏi kinh doanh vô cùng phát đạt, tiền bạc theo nhau đổ về nhà tháng 8 âm lịch, người vui vẻ nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và cũng có mối quan hệ vô cùng rộng khắp, họ thông minh nhanh nhẹn, lại lương thiện, chân thành, cũng có tài năng, nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng, nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi. Tháng 9 âm lịch, người tuổi Tỵ sinh tháng này cuộc đời khá bình an, thuận lợi, không phải trải qua nhiều sóng gió, họ là người dĩ hòa vi quý, không thích làm mọi chuyện trở nên rối loạn, mà luôn tâm niệm, một sự nhịn là 9 sự lành, nhưng cần phải cố gắng nỗ lực mới có được những gì mình muốn. Tháng 10 âm lịch, người có tâm hồn đẹp, sống thanh cao chẳng vướng bụi trần, với họ, giúp đỡ mọi người là chuyện rất đỗi bình thường, họ thích giao thiệp và có bạn bè khắp bốn phương, là người có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài năng và đức độ, nhưng thành công đến với họ không mấy dễ dàng, họ có thể chịu khó chịu khổ, ăn gió nằm sương để thực hiện lý tưởng của mình. Tháng 11 âm lịch, người tuổi Tỵ sinh tháng này, tiến thoái lưỡng nan, mưu sự khó thành, ngay chuyện chi tiêu cũng túng thiếu trăm bề, cuộc sống không được đủ đầy, sinh không gặp thời, thời trai trẻ người này phải chịu nhiều cực khổ, mãi tới những năm tháng cuối đời mới gặp được may mắn, là người có tài, có tinh thần trách nhiệm cao, ghét chuyện bất bình, tính tình lại nóng nảy, nên họ dễ đắc tội với người, làm mất lòng người khác. Tháng 12 âm lịch, người tuổi Tỵ sinh tháng này cũng vì thế mà phải chịu cảnh cơ hàn, luôn gặp phải chuyện rắc rối, phiền não, khổ tâm không dứt. Tuy có cát tinh cao chiếu, nhưng cũng khó lòng vạn sự như ý, sống khoan dung độ lượng, phóng khoáng với người, có trước, có sau, cũng nhờ thế mà dù tiền vận vất vả, khó có được thành công trong sự nghiệp, nhưng từ trung vận trở đi, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc, thành công hơn. Và sau đây là những ngày sinh đại cát vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Người tuổi Ất Tỵ sinh ngày mùng 1, cuộc đời hanh thông, suôn sẻ, việc vui thì nhiều, buồn thì ít, thành nhiều, bại ít, mệnh cát tường. Người này thường xuyên gặp may mắn, có cơ hội để thể hiện bản thân và được người khác hỗ trợ, đạt thành sự nghiệp. Người tuổi Ất Tỵ sinh ngày mùng 10, có các nhân thiên tướng là người gặp nhiều quý nhân, có tài lãnh đạo, có quyền, có thế, kinh doanh rộng rãi, tiến chức nhanh chóng, tài lợi phong phú. Cuộc đời vừa có chức lại vừa có tiền, không cần lo lắng, sầu muộn. Người tuổi Ất Tỵ sinh ngày 17, mệnh mang quan tinh, nổi bật hơn người, sự nghiệp cực kỳ thịnh vượng, có thể làm rạng danh tổ tông, hiển hách gia môn. Người này mưu sự thành công, quyền chức vang danh, có số đứng trên nhiều người. Người tuổi Ất Tỵ sinh ngày 18, có gia vận thịnh vượng, tài lộc dồi dào, con cháu hiếu thuận, cuộc sống vui vẻ, an lành, một đời an yên, tốt lành, không nhiều trắc trở, không cần phải nghĩ ngợi hay buồn phiền. Người tuổi Ất Tỵ sinh ngày 20, có gia nghiệp thịnh vượng, tài lợi dồi dào, công thành, danh toại, xa gần đều nổi tiếng, người có chức, có quyền, tài năng xuất chúng, đạt được thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ. Người tuổi Tỵ sinh ngày 23, thông minh, hiếu học, dũng cảm can trường, có tài có trí, cuộc đời thuận buồm xuôi gió, đạt thành đại nghiệp. Người tuổi Ất Tỵ sinh ngày 25, thông minh, hiền năng, nhanh nhẹn hoạt bát,
là anh kiệt nhân tài hiếm có, nổi bật hơn người, cuộc đời vinh hoa phú quý, có sự nghiệp rạng ngời. Người tuổi Ất Tỵ sinh ngày 30, có sự nghiệp thành công, một mình làm chủ một cõi, thành đạt vang danh, tài lợi thịnh vượng, cuộc sống sung túc, không có gì phải nghĩ ngợi. Hai vận mệnh người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 60 tuổi tới năm 70 tuổi. Vận trình tử vi Ất Tỵ 1965, từ 60 đến 65 tuổi. Những người tuổi này đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu, đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống nên kinh nghiệm phong phú, không có gì có thể làm khó được. Nếu đang tại chức, người tuổi này sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc để đảm bảo thu nhập và tránh để bản thân thụt lùi so với lớp trẻ. Với những người đã nghỉ hưu, họ sẽ không muốn ngồi nhàn rỗi một chỗ, nên sẽ tìm việc làm thêm phù hợp hoặc học hỏi kiến thức mới. Về tài chính, tuổi Ất Tỵ đã tích lũy được một khoản lương hưu hoặc tiền tiết kiệm hậu hĩnh cho mình, có thể coi là có đồng ra đồng vào, tự lo được cho bản thân và còn có thể hỗ trợ con cái khi cần. Tuy nhiên, bạn cũng nên học cách tận hưởng cuộc sống và đừng đặt quá nhiều áp lực cho bản thân. Bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, trò chuyện với con cháu, giao lưu với bạn bè, đừng suốt ngày chỉ toàn lo chuyện tiền bạc hay quyền lực. Điềm báo tử vi dự đoán sẽ có chút sóng gió trong năm 2024, nhưng bản mệnh đừng lo lắng hay sợ hãi vì sau sóng gió, chắc chắn sẽ có những cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của các cát tinh thiên hỷ và thái dương sẽ mang đến cho bạn cơ hội được quý nhân dìu dắt, sớm vượt qua giai đoạn khúc chết này. Dù có thách thức hay sóng gió ập đến, chỉ cần tự kiềm chế được cảm xúc, giữ bình tĩnh trước những thử thách trong cuộc sống và nỗ lực tìm kiếm những cơ hội tốt để phát triển, thì vẫn sẽ nhìn ra hướng đi cho riêng mình. Ngoài ra, mệnh chủ cũng đã có tuổi, nên đừng mù quáng bước vào những lĩnh vực mới trong năm nay, vì điều này sẽ mang lại rủi ro lớn. Thậm chí bạn có thể rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo răng ra. Nếu trong tay có nhiều tiền thì có thể gửi hết vào ngân hàng. Lãi suất tuy không cao, nhưng ít nhất cũng rất an toàn. Phương pháp này sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất nào, mà bạn còn có thể nhận được một khoản thu nhập nhất định mỗi tháng. Vợ chồng cũng nên chú ý đến cảm xúc của nhau hơn và giao tiếp nhiều hơn để gia đạo êm ấm. Sức khỏe nhìn chung tốt, ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Nếu có thể duy trì lối sinh hoạt điều độ và lành mạnh thì gần như không xuất hiện tình trạng nguy cấp nào. Thường ngày, bạn nên tăng cường vận động thể chất để tăng cường sức đề kháng. Đừng lúc nào cũng ngồi hoặc nằm một chỗ. Đối với những người có tiền sử bệnh cũ thì càng cần phải cẩn thận hơn để không khiến tình trạng xấu đi do sơ suất, thậm chí phải phẫu thuật. Vận trình tử vi Ất Tỵ 1965, từ 66 đến 70 tuổi. Người tuổi Ất Tỵ 1965, thời điểm ngoài 65 tuổi cần chú trọng sức khỏe tinh thần. Khi tinh thần vui tươi, thoải mái, bản mệnh sẽ thấy cuộc sống ít muộn phiền, cũng không phải lo lắng bệnh tật. Nếu vẫn còn tham vọng theo đuổi công danh hay tiền bạc, tuổi Ất Tỵ 1965 nên chú ý làm việc vừa sức, cũng cần thận trọng trong kinh doanh và đầu tư, không nên vội vàng vì cái lợi trước mắt mà mắc sai lầm. Ngoài ra, hãy tránh tranh chấp tài chính với người khác và đặc biệt chú ý khi ký kết hợp đồng thỏa thuận. Gia đạo tuổi Ất Tỵ 1965 khá êm ấm, hòa thuận, là trụ cột trong gia đình. Họ nên duy trì lối sống và tác phong mẫu mực để làm gương cho thế hệ sau. Về sức khỏe, nên chú ý bệnh huyết áp cao, đường huyết, mỡ máu, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm. Giai đoạn này cần chú trọng ưu tiên chăm sóc sức khỏe hàng đầu, đừng quá tham ôm đồm công việc quá nhiều. Lúc này tiền bạc nhiều cũng không bằng sức khỏe tốt. Quý mệnh chủ nhé! 3. Tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Ất Tỵ 1965. Theo quan hệ tương sinh tương khắc của ngũ hành, vì tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thuộc mệnh hỏa, nên hợp với các màu thuộc hành mộc, tương sinh, hoặc màu bản mệnh thuộc hành thổ. Người này kỵ các màu thuộc hành kim và hành thủy, do có mối quan hệ tương khắc. Cụ thể màu sắc hợp với người tuổi Ất Tỵ 1965 gồm màu tương sinh, mộc, xanh lá, màu bản mệnh, hỏa, màu đỏ, cam, hồng, tím, màu kém may mắn, thổ,
màu vàng, nâu đất, màu kỵ, kim, thủy, trắng, sáng, bạc, xanh nước biển, đen. Bản mệnh có thể ứng dụng màu sắc phong thủy này vào các việc như chọn màu nội thất ngôi nhà, màu sân nhà, màu xe, ví tiền vân vân. Con số phong thủy mang lại may mắn với người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, sẽ là số may mắn cho năm mạng tuổi Ất Tỵ là các số 2, 5, 8, 9. Số may mắn cho nữ mạng tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, là các số 8, 6, 7. Sinh năm 1965, Ất Tỵ hợp hướng nào? Nam mạng, hợp hướng Tây Nam, sinh khí, Tây, phúc đức, Tây Bắc, thiên y, Đông Bắc, phục vị hướng không hợp, Đông Nam, tuyệt mệnh, Bắc, ngũ quỷ, Nam, họa hại, Đông, lục sát nữ mạng, hướng hợp, Tây Bắc, sinh khí, Đông Bắc, phúc đức, Tây Nam, thiên y, Tây, phục vị hướng không hợp, Đông, tuyệt mệnh, Nam, ngũ quỷ, Bắc, họa hại, Đông Nam, lục sát. Quý vị thân mến, trong xã hội ngày nay, mọi người có xu hướng nhìn nhận một người thông qua hình dáng bên ngoài, từ bộ quần áo họ mặc cho đến đồ dùng mà họ mang, không hề đoái hoài gì đến cách họ ứng xử ra sao. Việc đánh giá một người qua vẻ bề ngoài sẽ mang đến những sai lầm đáng tiếc. Người xưa có câu rằng, nhân bất khả mạo, tương, hải thủy bất khả đố lượng. Ý nghĩa của câu nói này, đó là chúng ta không thể nào xác định được tài đức của một người thông qua tướng mạo, cũng không thể dùng đấu để đong đếm nước biển. Từ bộ quần áo họ mặc cho đến đồ dùng mà họ mang không hề đoái hoài gì đến cách họ ứng xử ra sao. Việc đánh giá một người qua vẻ bề ngoài sẽ mang đến những sai lầm đáng tiếc. Thực tế, giá trị chân thực của một người không phải nằm ở vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài này chỉ giống như một lớp giấy bọc của một món quà. Dù nó có đẹp và hoa mỹ đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể thay thế được món quà bên trong, cũng như tâm ý của người tặng. Đồng thời, những gì bạn thấy cũng chưa chắc đã là toàn bộ câu chuyện. Chưa kể giá trị của một con người và điều đáng trân quý của họ đều không nằm ở vẻ bề ngoài hay những đánh giá chủ quan của chúng ta. Thực tế, giá trị đích thực của một người nằm ở thế giới nội tâm, ở cách ứng xử, đối đãi với mọi người, nằm ở nhân cách và đức hạnh của họ. Chính vì thế, câu răn dạy của cổ nhân, đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ, đến nay vẫn giữ được nguyên giá trị. Đồng thời, câu nói này cũng đã dạy cho chúng ta một bài học vô cùng quan trọng, đó là cần phải có cái nhìn thấu đáo về cuộc sống và con người. Hãy biết chọn bạn mà chơi, không phải cứ sống và mù quáng mà chạy theo những thứ hào nhoáng ở bên ngoài. Chỉ khi nào trực tiếp tiếp xúc và làm việc, bạn mới có khả năng nhìn nhận một người, cũng như có quyền phán xét họ là một người như thế nào. Chiếc áo không làm nên thầy tu, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Mỗi người sống trên đời, hãy nhớ lấy điều quan trọng này quý vị thân mến. Trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung giới tử vi cho biết cuộc đời Ất Tỵ, sinh năm 1965, từ năm 60 tới 70 tuổi, hưởng lộc tổ tiên, tiền bạc tăng tiến ầm ầm, đổi đời giàu sang viên mãn đến già. Từ ban biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.